chào mừng tất cả quý vị đã đến với chương trình Trai đẹp vào bếp. Và chương trình Trai đẹp vào bếp được phát sóng vào 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV9. Và chương trình do VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Và như thường lệ, ngày hôm nay em lại diện một chiếc đầm màu đen giản dị nhu mì để mà đón trai đẹp tới ngôi nhà hương vị của mình. Tại sao hôm nay em lại chọn cho mình bộ trang phục màu đen? Tại vì á, em nghĩ là màu đen nó có cái sự điềm đạm, có cái sự nhu mì. Nhưng mà em thấy trang phục của chị cũng rất là dễ thương. Nhưng mà tại vì chị muốn chọn trang phục màu trắng á, là thể hiện cái sự trong trắng, cái sự trinh nguyên của một tiểu thư con gái nhà lành. Wow, em cũng nghĩ là chị làm ít dưỡng nhiều. Và ngày hôm nay thì không biết là chàng trai may mắn nào sẽ được bước vào ngôi nhà hương vị và sẽ đem tới món ăn nào để mà có thể chinh phục được hai chị em mình chị nhỉ? Chị cũng không biết luôn, em phải hỏi mẹ chứ. Mẹ ơi, chàng trai nào vậy mẹ? Bật mí cho tụi con tí xíu được không? Trời ơi, ngày hôm nay anh đến đây để chinh phục một trong hai cô gái. Rồi sau đấy mình đến với nhau thôi em. Trời ơi, trời ơi, tới chung rồi. Cửa đã điểm, giờ lành đã đến. Còn chờ gì nữa, đón trai đẹp thôi. Xin mời. Trời ơi, chị đẹp, em đỡ chị. Trời ơi, anh cao quá vậy. Thôi, anh có thể giới thiệu tên của mình cho quý vị khán giả biết được không? Anh là Mạnh Lân. Dạ. Làm diễn viên và người mẫu tự do. Anh có thể bật mí cái chiều cao của anh không? Em thấy anh rất là sừng sực. Em 1m9. Có gì đâu, anh cao 1m9 hả? Tôi đo 3 vòng. Chị muốn hỏi chị muốn hỏi là những cái người thường là những người cao thì số đo nó sẽ khác với những người bình thường. Lâu lắm nó không đo. Không biết. Đây, em có cách đo, mời chị qua bên đây. Anh giang tay ra. Rồi. Nè, đừng có sổ sàng quá. Em đo. Làm người ta sợ. Em làm cái gì đâu, em chưa làm anh cứ giang tay ra. Em ơi, ai vô nhà của mình cũng đều là về bị ám ảnh, không ai dám bước quay lại lần thứ hai hết đó Lan. Em chưa kịp đo một vòng tay nữa, chị ngăn cản em rồi. Thôi em đừng có như vậy, để cho ảnh tự nhiên. À anh Mạnh Lân à, biết là ngày hôm nay anh sẽ đem món ăn nào tới? Ngày hôm nay anh đến đây để làm món cháo lú. Cháo lú. Được rồi. Cháo gì anh? Cháo lú. Cháo? Đúng rồi, hai lần. Không, phải là, ý là cái cháo này ăn vô mình sẽ bị bùa mê thuốc lú. Hay là cái tên cháo là cháo lú? Chị vậy? Lú giống như là cách em sẽ nói chuyện với anh một lúc nữa. Wow, ý của anh là anh nói chuyện là em sẽ bị lú theo anh luôn. Lú lẫn luôn. Anh đến với ngôi nhà hương vị của tụi em thì chắc chắn là anh cũng sẽ biết được cái luật lệ để mà bước vào chinh phục hai đứa em đúng không? Ủa, nhà mình có luật hả chị? Có chị em. Hôm nay vì cái sự lú lẫn của anh em xin lách luật. Em ơi, người ta hay nói là cái câu gì đó mà em quên rồi. Chị bắt đầu lú rồi đó. Câu gọi là nhập gia thì phải tùy tục. Cho nên anh muốn đến với ngôi nhà ngày hôm nay thì anh phải trải qua những cái thử thách của em và Phương Lan. Tức là anh yên tâm đi, nếu như mà anh tới đây anh tham gia chơi, anh yên tâm đi, em sẽ bỏ qua hết cho anh, lách một em lách hết. Vậy là anh không có đem nguyên liệu gì hết. Vậy là tụi em phải chuẩn bị nguyên liệu cho anh. Vậy thì nếu mà anh muốn lấy nguyên liệu thì anh phải vượt qua thử thách của em. Và bây giờ xin mời anh Mạnh Lân hãy đến với thử thách đầu tiên. Trong thử thách đầu tiên của Trai đẹp vào bếp đêm nay, nguyên liệu để nấu món cháo lú của Mạnh Lân sẽ được giấu kín trong chiếc hộp bí mật. Mạnh Lân bằng mọi cách phải lấy được những nguyên liệu để hoàn thành món ăn của mình. Trường hợp nguyên liệu của món cháo lú bị hai chị em Phương Lan và Ngọc Xuyên lấy đi, Mạnh Lân sẽ không được sử dụng những nguyên liệu đó trong món ăn của mình. Và bây giờ chúng ta cùng đến với trò chơi chụp giật. Xin mời Ngọc Xuyên đến với thử thách chụp giật bắt đầu.
Trong đấy có mấy con biết bò luôn đấy, không phải chỉ một. Món nguyên liệu chính. Và bây giờ một trong hai người phải thò tay vô để lấy nữa. Nguyên liệu cuối cùng và nguyên liệu đã lấy xong. Bây giờ chúng ta hãy cùng với trai đẹp vào bếp. Nghe đồn Mạnh Lân có vòng ba siêu to khổng lồ lên tới 102.5 cm. Nếu như mà nói về cái thông tin này thì em có đọc ở cái một bài báo thì người ta có nói là những người đàn ông á, mà người ta có cái vòng ba siêu to khổng lồ là những người đàn ông có cái đức tính chung thủy. Đúng rồi. Phải không? Đúng rồi. Người ta chung thủy và người ta rất cuồng. Cuồng gì? Cuồng trong cái chuyện vòng ba. Cuồng trong cái chuyện vòng ba. Ví dụ như là tập em ơi, em nói cái chuyện mà cuồng trong cái chuyện vòng ba là sao? Có nghĩa là vòng ba người ta to chứng tỏ người ta có chế độ tập để cho vòng ba to hay là cuồng vòng ba. Rồi vậy thì mời anh Mạnh Lân bước ra đây để anh có thể tập một số động tác về squat. Nhưng mà anh không tập squat đâu được. Anh tập cái gì chứ, anh tập cái gì mà tại sao đấy đấy nghe đó như thế.
anh không tập quá tới cái động tác này là nó là cái gì, nó là squat à? Mẹ em làm ở đâu ấy mà biết hình ảnh? Mẹ em làm cái gì em cũng biết. Thế cái này là cái gì? Nói đi. Anh dưới người. À vậy hả? Thế thôi. À, thế thôi à? Cái này cho đây. Ủa nhưng mà. Là mình cho vô cà rốt vô luôn. Chuyên nghiệp chưa? Đó, quá chuyên nghiệp luôn. Chuyên nghiệp tới nỗi mà còn rớt hai cái hộp ở ngoài. Đấy, rồi mình làm gì nữa? Cắt khoai. Là có nghĩa là mình cắt hết tất cả nguyên liệu mình bỏ vào nồi. Mình làm cho bao nhiêu người ăn thì mình làm bấy nhiêu. Nhìn cái tay cũng chuyên nghiệp đó. Cũng hơi... có mật thư của mẹ. Có mật thư của mẹ. Mẹ có trò chuyện với một chàng trai tự xưng là Quen Mạnh Lân. Mời các con nghe giọng nói sau. Alo. Hả? Mạnh Lân hả? Ai vậy? Biết mình là ai không? Lúc này Mạnh Lân thế nào rồi? Chuyện tình yêu của Mạnh Lân có phát triển hay là có đơm hoa kết trái gì chưa? Em thì lúc nào cũng chờ đợi Mạnh Lân nha. Hả? Mạnh Lân ơi, biết em là ai không nào? Trời ơi, biết em là ai không nào? Bật một cái. Anh ơi, anh có nhận ra cái giọng nói này không? Anh không biết là ai trêu. Hình như là giọng nam, nếu mà như vậy thì không lẽ giới tính của anh là... What? Không, anh xanh lá. Ôi da, giỡn chơi thôi. Anh Hương Minh Đạt nè. Chắc giờ này em vẫn còn sợ những cái cú mà anh giỡn với em ở trong cái bộ phim Mối Tình Đầu của tôi đúng không? Nghe đâu phong phanh, makeup đồn đãi anh là bây giờ không có vợ, có hai con rồi. Ông mới bị đi. Không có gì, tránh xa ông ra đi. Thật ra là anh thấy em đẹp trai, thấy em dễ thương nên anh khoái giỡn em kiểu vậy. Ai ngờ đâu em lại nghe lời gọi makeup, nên anh một số phát rất là chất. Hai cú đá đít và một cú đấm vào ngực. Khá đau đó Lân à. Thấy chất rồi thì lúc đó anh thở không được nha Lân. Nên bây giờ em cũng biết được cái giới tính thật của anh là gì rồi đó. Nhưng mà về chuyện tình yêu á thì anh lúc nào cũng chờ em. Để một ngày nào đó cũng sẽ bóng muộn giống như anh, thì chúng ta sẽ đơm hoa kết trái một tình yêu thật là đẹp. Lân nhỉ. Ủa là tại sao mà anh Hướng Minh Đạt ảnh làm người đàn ông là có vợ có con rồi mà tại sao lại đánh ảnh vậy hả? Hay là ngày xưa cứ mỗi lần cái lần đấy là cứ ở trên set quay ấy, là anh Đạt lại bắt đầu ra xong rồi thế là anh sợ quá. Sao có lần đang đóng thì ông mới ra ông cầm tay anh thì quen tay thôi. Rồi anh cầm. Anh làm gì á? Thế là anh đi ra chỗ khác rồi. Wow, cái lực này là thấy mát luôn á. Rồi sao? Nhưng mà cái lúc đó anh có biết là anh Hướng Minh Đạt đã có vợ con chưa? Chưa. Lúc đầu anh cũng tưởng ông ấy là màu tím. Sao ông cứ đi à? Ông cứ ở. Anh không biết. Mà mình đang đóng mình lại mình thì cũng là men nên rồi là cũng chưa tiếp xúc được nhiều cho nên là vậy đó, chỉ là một cái sự hiểu lầm thôi phải không? Ừ đúng rồi. Trời ơi, lầm thôi thì sao. Vậy là thôi, vậy là không dám đụng như người Lân luôn á. Tại vì cỡ như anh Đạt mà còn bị nội thương, chứ cỡ như Lan với Xuyên mà đánh một cái là vô nồi cháo luôn. Rồi bây giờ mình bỏ hết cái tất cả các nguyên liệu này vô rồi, mình còn bỏ cái gì nữa mình có mà cái này không? Hành không? Cái này nữa. Là mật là cái này mình bỏ mật thôi, còn cái rau mật mình để lại. Trang trí thôi. Không, cái rau mật này. Rau mật trang trí hả? Quên. Cho vào. Xong rồi quấy lên. À đúng rồi, cho hạt nêm vào. Ừ. Đấy. Để ăn cho vừa miệng. Ừ. Chứ không ban nãy là ăn bị nhạt mồm. Nhạt cái mồm. Vậy còn cái trứng này thì khi nào mình mới bỏ vào? Cho anh xin quả trứng nữa. Trời, đâu có dễ mà xin được. Nó dễ dàng như vậy. Bây giờ phải vượt qua thử thách thì mới lấy cái trứng này được. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo để xem Lân có lấy được những trái trứng này không nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái game rất là mới. Cái game được mang tên Trí Khôn Của Ta Đây. Wow. Cái này ngủ rồi. Hả, em nói gì? Cũ rồi. À, cái này cũ rồi hả? Đúng rồi, cái mặt em nó cũ thôi. Nhưng mà cái cách thức mà chơi cái game này thì nó rất là mới. Em hiểu không? Thì rất là đơn giản thôi đó. Các bạn đã thấy
hai bạn của chúng ta đã đeo một cái vớ vào cái mặt như thế này. Và đằng trước cái vớ đó là một trái banh như thế này đây. Nhiệm vụ của hai bạn sẽ là làm đổ 5 chai nước. Ai làm đổ trước thì người đó sẽ thắng. Nhưng có một yêu cầu, đó là chúng ta không được cúi mặt xuống mà phải ngẩng mặt lên. Cái đó mới là cái khó. Là squat đó, đúng không? Đúng rồi, squat chính xác. Anh là hiểu chưa? Yeah, công xin cái squat. Và trò chơi của chúng ta sẽ bắt được. Bắt đâu? Không được cúi mặt nha. Nhưng mà đều được cúi người đúng không? Hay quá Lan ơi. Hay quá. Ủa sao trò này thấy đơn giản quá vậy? Làm hết 5 chai nước. Vậy thì cái game này chúng ta coi như chơi lại từ đầu. Chơi lại một lần nữa tại vì không có phân được thắng bại. Em muốn nói gì? Không nói được không? Cái mặt của em, đừng có quay qua đây. Đừng quay qua đây. Em chỉ không có nhận dạng được. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi bây giờ mình em chị chưa công bố kết quả mà. Hồi nãy đúng là hai người bất phân thắng bại. Nhưng cái vòng đấu cuối cùng thì anh Mạnh Lân đây là chiến thắng. Và bây giờ phần thưởng của anh đó chính là 3 trứng hột vịt bắp thảo. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ đập bỏ vô luôn hay là sao? Ừ. Đó, lột nhẹ thôi tại vì cái phần ở đây nó rất là lỏng. Có một thư của mẹ. Mẹ có tấm hình của Mạnh Lân trước khi tập tạ. Hay vậy? Wow! Mẹ làm sao á? Ủa mẹ làm sao? Hình nào của anh ấy, anh không biết hình này hình gì luôn á. Anh mang về câu ngót nó kìa luôn. Trời ơi. Là sao? Là chuẩn men. Mà tại sao mẹ lại có ý đồ đưa ra bức hình này ta? Mẹ muốn cái gì? Đi, mẹ em như ghép đầu anh vào á. À ghép vào. Ừ mẹ em ghép đầu anh vào á. Anh nghĩ mẹ em khá là khó tính. Ủa anh hột gà đập vô luôn hả? Ừ, làm mình khuấy bằng cái đũa này luôn hả? Ừ, bọn em cũng khuấy bằng cái này mà. Ừ. Ủa vậy là cháo này phải gọi là cháo trứng chứ không phải là cháo gì? Cháo gì? Anh nãy anh nói là cháo gì? Lú. Cháo lú. Cháo lú. Là em mình ăn xong làm mình. Bỏ bao nhiêu liệu vào cái này lú luôn. Còn bây giờ mình cắt đậu đi. Rồi bỏ đậu vào đây rồi đậu. Sau đấy đợi cháo. Mình cắt là mình nào cắt? Mình. Rồi mình lấy dao mình cắt. Ừ, đấy. Rồi bây giờ thì không biết là cái món này nó đã gần hoàn thành chưa Lân nhỉ? Cho nốt hành rồi đi. Cho nốt hành. Cho hành rồi. Rồi cắt vào là mình trang trí được rồi Thang. Lấy. Lấy kéo mình cắt. Kệ anh ấy thích làm thế. Nhưng mà ở nhà ở ngoài kia là mẹ hay làm này. À mẹ hay làm này hả? Rồi bây giờ chúng ta lấy tô để múc ra nhờ. Rửa bát đi. Rửa bát đi. Rửa bát đi. Em sao tự nhiên cái bị ra vậy ta? Em muốn làm gì đâu ra? Thế là kêu chị đi lấy bát đi. Không, bảo là đi rửa bát đi. Mà chưa ăn gì sao đi rửa tại bát? Tại sao lại chưa ăn hay rửa? Chị đang kể mẹ. À mẹ hả? Rồi là rồi mẹ con. Ngay thế. Rồi bây giờ mình múc cháo ra nhá. Ừ đấy đấy, múc cháo ra. Mọi người muốn thử người thử không? Thì múc ra ngửi cũng được mà. Trong đây ngửi chứ cho nó nóng cái mồm. Là mình múc cái xác, mình không múc cái nước. Là múc là cái mỏ phải chu ra. Mời hai bạn chơi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chơi vòng 1. Anh.
cùng món ăn cũng xong. Mặc dù cái lúc nấu thì nhìn nó khá là bại bại nha, nó thậm cặp nhưng mà cảm thực sự là cái món ăn này là đối với chị không biết sao, nhưng mà hôm nay nó phải trải qua rất là nhiều cam go và thử thách để hoàn thành được cái món ăn này. Đúng rồi, rất là nhiều trải nghiệm. Đúng rồi, nhưng mà có thể đây có thể là một kinh nghiệm để sau này ví dụ như mình tự mình nấu ăn ở nhà thay vì là mình đi ra ngoài mình ăn như vậy, đúng rồi không? Bây giờ mình sẽ thử nha. Cái này là cháo mà em thấy nó có vẻ nó giống súp hơn gì nhỉ? Súp không, đây là cháo súp. Chị nghĩ là cái này là cái cách để mà nấu theo cái một cái hơi hướng lạ lạ lẫm như là con người của ảnh gì đó, nó cũng rất là lạ lẫm. Em không ăn ngò chị nha. Chị đâu múc ngò cho em đâu, chị múc thịt cho em thôi, chị thương em đó. Đó, nhìn cũng hấp dẫn, bộ nhìn nó đầy đủ màu sắc, hương vị và cả mùi thơm nữa. Không, không, hay là chị muốn em khinh nguyên cái tô? Không phải, tại vì chị cũng hơi sợ cái món này. Có gì đâu mà sợ nè. Thì chị múc, chị cũng sẽ múc đầy đủ. Chị nói là chị đói bụng rất nhiều. Rất đói bụng luôn nha. Rồi. Nào, bây giờ mình bây giờ chúng ta sẽ cùng cụm chén một cái. Rồi, để cùng tơi vào mồm. Ê, ngon nha. Ngon nha. Ngon à. Nhìn như vậy nhưng mà không phải vậy nha. Cảm giác cái món này nó không nha, nếu như mà đúng cái món này một cái món mà nó giống như là một cái món tẩm bổ cho cái người mà người ta ốm á, hay là nhiều khi người ta đi mình đi diễn gì mệt mà có một cái chén cháo ăn rất là ấm lòng. Không biết là thời gian mà sống ở trong Sài Gòn vậy thì có cái kỷ niệm nào hay là cảm nhận như thế nào về Sài Gòn? Cái hồi mới vào Sài Gòn ấy là không kiếm được việc làm ngoài kia. À, mình bị trong trên kia, đúng không? Bị chinh lên. Ngoài kia quá nhiều là các anh ở lớn tuổi và gọi là tiền bối, họ cắt xô quá nên là mình không thể lăn lộn được. Thế vào đây, vào đây xong thì cứ nghĩ là mọi thứ nó sẽ mở rộng hơn, rồi trong đây nhiều, sẽ phát triển nhiều cái hơn, điều kiện nhưng mà cuối cùng là cũng chả làm được gì. Nhưng tại sao anh lại mình theo cái nghề này? Cái mối quan hệ của mình nó chưa nhiều đúng không? Và sau đấy tự nhiên nói chung là bạn của anh ở trong này có nói một câu là ở trong này thì mày cứ cố gắng chịu khó vất vả tí rồi Sài Gòn sẽ cho mày lại cái mà mày muốn. Thế cuối cùng là cũng nói chung là cũng đã từng nằm nhà rồi khóc rồi nhìn lên trần nhà vì không kiếm được một đồng nào. Xong rồi tự nhiên đến một ngày đẹp trời nhận được một công việc, cũng là đi diễn hàng ngày, xong rồi cũng mài mặt đi casting, rồi cuối cùng đến một ngày nhìn được trúng một job, ai ngờ đến giờ cũng được 3 năm. Có nghĩa là cái kỷ niệm là lúc đầu vô học mình có cái sự nghĩ không biết vô đây đúng hay là sai đúng không, nhưng mà tới hiện tại bây nhưng giờ thì thấy công việc tốt. Sài Gòn là một thành phố không ngủ. Ở Hà Nội không vậy à? Không, Hà Nội ngủ sớm nha. 2 giờ là các bác đuổi về rồi. Hà Nội mười ngủ sớm lắm, mà buổi sáng thì người ta hay đi cà phê rất là sớm. Nhưng mà cái cơ duyên nào lại đưa anh đến với người mẫu? Thực ra là anh học quay phim. Nhưng mà vẫn cảm giác là mình vẫn chưa được đúng nghề lắm ấy. Xong đấy, thế là lúc đấy có bạn gái, thế bạn gái bảo là chúc mày cao giáo sáng sủa. Bạn gái xưng hô là mày luôn. Mày tao. Chúc mày cao giáo sáng sủa, hay là mày thử người mẫu đi. Thế là thử vào một công ty, sau đấy chủ công ty cũng bảo đi diễn đi. Sau đấy khi bước lên sân khấu thì mới biết là mình nên đứng ở đây, mình nên đứng ở trước máy quay. Đau mặt lưng sáng, đẹp trai. Rất sáng, đẹp trai. Đúng rồi. Có điều nói chuyện hơi chì một tí. Nói chuyện nhanh lên một tiếng nữa là ok. Mình hơi có sự deep. Sâu, nói chuyện deep sâu. Sâu. Nhưng mà cũng cảm ơn Lân đã đến đây đem một cái món ăn khá là mới mẻ. Đem một cái món ăn hầm bà lặt. Nhưng mà ăn vô thì cái vị nó rất là lạ và đúng rồi. Thấy ngon nha. Chứ không, hầu như là mình nấu đa phần là những cái hộp vị bá thảo nè và thịt rồi bắp á, cái nước nó nấu nó ngọt, nó ngọt nước. Anh không nghĩ anh làm ngon này đấy. Ngon quá. Nhưng mà nãy anh chỉ đùa mọi người thôi. Đùa gì anh? Đây không phải là món cháo lú. Ủa? Mà là món gì? Cháo gạo lứt thập cẩm. Gạo lứt đúng rồi, thấy cái gạo này nó làm gạo lứt nè, gạo lứt ăn tốt lắm á. Không, nhưng mà em nghĩ là món này nên là để làm món cháo lú đi. Tại vì khi mà đứng gần anh á, em lú thật. Không, nhưng mà cái gạo lứt này rất là tốt cho chị á. Sao vậy? Tại vì gạo lứt là thường cho những người mà nghiệp nhiều. Ăn gạo lứt tốt. Nếu như vậy thì chị và em phải ăn nhiều vô đúng chứ rồi.
Nói chung cảm ơn Lân ngày hôm nay đã đem tên món cháo gạo lứt lú. Gạo lứt thập cẩm. Lú. Ờ, cháo lú đi. Cháo lú xin nhé. Ok, cảm ơn. Thôi mình vô một cái nè. 1, 2, 3. Vô. Xin cảm ơn Mạnh Lân ngày hôm nay đã đến với chương trình và mang cho chương trình một cái màu sắc khá là mới mẻ để giúp cho hai chị em có những giây phút rất là gọi là lú luôn á. Lú luôn á. Và xin chúc cho Mạnh Lân là càng ngày sẽ có thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và công việc của Mạnh Lân sẽ càng ngày càng phát triển hơn nữa. Và hy vọng là Sài Gòn với những buồn vui sẽ có những lúc là mình mệt mỏi. Nhưng mà sau đó sẽ nhờ những cái niềm hạnh phúc nho nhỏ khi mà mình làm nghề. Và hy vọng là Sài Gòn sẽ giữ chân Mạnh Lân ở lại lâu hơn nữa. Mạnh Lân có muốn gửi lời gì đến quý vị khán giả không? Cảm ơn hai chị em đã mời anh đến làm món cháo lú và chịu đựng buổi ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh. Fan nữ của Trai Đẹp Vào Bếp hứa hẹn sẽ phát sốt với gương mặt siêu baby Lưu Hạo Đông. Anh sẽ vào bếp làm đồ ăn cho em và anh cũng thưởng thức nhé. Em chào hai chị. Em sẽ nấu món Hạo Đông nấu đậu. Hả? Chị tính ra ngày hôm nay hai chị em mình là may mắn lắm. Sao vậy? Tại vì từ đó giờ Hạo Đông nấu cũng nhiều món ăn, nhưng mà Hạo Đông chưa bao giờ nấu Hạo Đông bao giờ. Liệu Lưu Hạo Đông có thoát được ba trận của chị em Ngọc Xuyên và Phương Lan? Nước sôi nè mọi người ơi, nước sôi nè. Cái con mẹ này sắp chín mùi rồi. Đón xem Trai Đẹp Vào Bếp với Lưu Hạo Đông phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy ngày 29 tháng 2 năm 2020 trên VTV9. Và kính thưa quý vị khán giả, chương trình Trai Đẹp Vào Bếp được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên VTV9 và chương trình do VTV9 Đài Truyền Hình Việt Nam thực hiện. Còn bây giờ Phương Lan, Ngọc Xuyên và Mạnh Lâm xin chào và hẹn gặp lại.